tay coi. Rồi. Chào chị Cát Tường, bên kia tường. Rồi, chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Bên kia màn thôi, không có bên kia tường ha. Dạ, em tên là Võ Tấn Lực, sinh năm 88. Em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai ạ. Làm nghề gì? Dạ, em làm cơ khí thuộc hàng, hàng xì ở tại Gia. Cơ khí thuộc hàng là sao? Hàng cơ khí, làm bên cơ khí nhưng mà mình thuộc nghề bên hàng á. Vô đây bao lâu rồi? Dạ, em vô đây được ngày chạy. Được ngày à? Dạ. Là sao? Nghĩa là em mới bắt xe vô đây được một ngày. À, vô để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Là xong là về lại đúng không? Còn nữa chị, đi chơi nữa chị, rủ bạn gái đi chơi chứ. Ồ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Con chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Thị Bình. Năm nay em 24 tuổi, đang là nhân viên kế toán. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Mình vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5-6 năm rồi. Vậy bây giờ bạn trai thì ở xa. À, xuống đây tính nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò, rồi có bạn gái đi chơi vài bữa rồi bạn về quê bạn lại. À, ý em tính làm sao? Dạ cũng được ạ. Sao dễ dãi vậy? Rồi người ta đi luôn rồi sao? Chắc không. Chia sẻ chút xíu khó khăn. Bình tĩnh. Xa xôi rồi nói cho bạn gái nghe đi. Xa xôi thì không có gì xa xôi hết anh. Cũng muốn có vợ rồi mà. Xa bữa nào cũng phải đi bằng được. Quyết tâm lấy vợ bằng được. Đấy. Nếu mà hẹn hò nhau thì mà bao lâu xuống đây? Tùy theo công chuyện hoặc là thời gian rảnh của bạn gái hoặc là của em sắp xếp được thì mình liên lạc với nhau hẹn lúc nào đấy. Em làm chủ thì em sắp xếp được hết đó chị. Yeah, dạ. Làm chủ nha. Làm tại nhà mà chị. À, em muốn bao lâu thì bạn trai xuống thăm em lần? Một tháng gì không? Một tháng mấy lần? Tháng 2-3 lần luôn em. Dạ được. Lần gì vậy? Thôi. Ông kia ông mạnh miệng dữ. Lần anh nhớ chịu nổi rồi. Thiệt, yêu rồi là nhớ lắm á. Giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích người có nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Cười thử coi bạn nghe đây. Cười lớn lớn xíu nữa. Cao tim 1m6 là được rồi anh. Được không? Dạ được, 1m6-15. Là người biết quan tâm. Có, cái đó là em dư sức luôn. Em chưa nói thôi. Không, bây giờ em nói đi em. Em là một người biết quan tâm. Rồi. Đặc biệt là bạn gái. Ừ. Thích đi hát karaoke hoặc là đi uống cà phê. Hát thử câu nghe coi. Đứng lên mình biểu diễn luôn cho nó thoải mái, đứng lên. Đúng rồi, như ca sĩ coi. Khi màn đêm buông xuống, từ mức chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quen lãng, chân dấu đi bắt đầu ngày tháng, chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi thay, đôi chân đi về đâu, giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Yeah, yeah. Bao lần ta mơ ước, yeah, giữa bước chân lang du mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng, sau tháng năm mây lâu tìm kiếm, yeah, đã nắm giữ trong tay, rồi tan tành như khói mây. Dưng dưng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Yeah, yeah. Hết hả? Còn nữa mà thôi. Được. Trời ơi, dữ dội lắm à. Hay quá ha. Để đó một... là ưu điểm đó hả? Dạ. Biết nấu ăn nè, lau nhà giặt giũ. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Ừ. Nhưng mà em cũng cần một người phụ nữ của gia đình. Bạn nữ thì em yêu cầu cũng không quá nhiều. Cao tầm 1m50 trở lên. Được. Còn hiếu thảo, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Được. Còn công việc em không quan trọng. Cho nên là về đó thì em thích thì em lo cho công chuyện buôn bán, rồi phụ mẹ em. Ví dụ nhà em thì cũng có Photoshop, rồi nói chung nhiều thứ đó. Có nghĩa là giờ là lấy em là thứ nhất là đi về quê em ở. Nhà em ở, dạ. Thứ hai là làm dâu. Dâu. Bây giờ mẹ bắt làm nhiều quá mà bạn gái làm không nổi thì sao? Em có thể phụ, mẹ em có thể phụ với chị. Có không? Dạ có chứ. Ồ. Hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không? Cố kiếm đường cô về không? Thôi mày ở đấy mày ăn màng luôn. Dạ. Mày đâu, nghề của em thì em ở trong này em kiếm việc em làm cũng được, còn ăn màng. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ nói ưu điểm không à, khuyết điểm. Hút thuốc cũng hơi nhiều. Thôi bỏ bớt đi. Cũng hay cầu nhau. Bao giờ tới tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm. Vậy là trong 1 năm nay là mình yêu xa là mình phải 1 tháng đi lên đi về mấy bận vậy đó. Không sao. Tốn tiền quá vậy. Được vợ mà tốn tiền gì trời. Tính toán thế. Rồi mỗi lần mình ở xa mình xuống mình thăm bạn gái mình có quà cáp gì không? Mình có lãng mạn không? Nên là có quà thì cũng có, nhưng mà quà nhỏ nhỏ thôi. Rồi lên tới đấy rồi dẫn bạn gái đi chơi, rồi bạn gái chỉ cái này cái kia mình mua chứ. Em thích con gấu bông đấy. Có gấu bông tặng cho em liền. Hay. Anh, em thích chiếc nhẫn hộp xoàn này. Đủ khả năng thì mua không đủ thôi, sao mua được. Oh. Nhưng mà đủ khả năng là mua đúng mua không? Mua chứ.
Ủa vợ vợ đẹp thì mình phải hãnh diện đúng vậy rồi. Trời ơi sao không hãnh diện? Rủ có chia tay mình lấy nhẫn mình lột lại đúng không? Giờ không cho anh Linh nói. Không có cho, tước quyền anh luôn, không cần cho, không cần cho. Bây giờ cuối cùng là chuẩn bị lấy vợ là mẹ chuẩn bị hay là mình chuẩn bị? Dạ em thì cũng chuẩn bị một ít thôi, 30% thôi. Nếu muốn mà đủ chuẩn luôn em thì phải 3-5 năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được. Mà thôi kệ, giờ này cũng thèm vợ lắm. Lành quá. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói yêu nhau thì chắc tầm một mối à. Vừa em nói không thì chắc 3-4 mối rồi đó. Mà toàn người ta đi lấy chồng hết rồi. Ủa lý do sao chia tay vậy bạn? Em thì đi làm rồi, còn người ta thì còn học cấp 3. Thì em cũng sợ là ảnh hưởng đến cái việc thi tốt nghiệp của người ta, là em cũng tránh xa một tí. Tốt quá ha. Thôi xong rồi em đi làm xa. Đến lúc người ta thi tốt nghiệp xong thì rớt rồi kia, về người ta lấy chồng. Để anh xem bên đàn gái thế nào rồi thông báo cho em coi thế nào nha. Xin chào, dễ thương quá. Mình có đồng ý về quê ảnh không? Trên nó có công việc cho con thì con về. Có chứ. Dạ. Đàn chồng tiêu đồng tiêu nè. Có thích chồng làm nghề hàng không? Hàng là hay nóng tính lắm á. Tại ở nhà ba con cũng hàng. Ủa vậy hả? Ba làm nhiều nghề lắm. Ồ vậy được rồi, vậy là con rể cũng hàng luôn được rồi á. Được, dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Trước giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ em cũng ba bốn mối tình chứ. 3-4 mối tình rồi. Rồi mối tình cuối cùng sao chia tay? Bạn kia có người yêu rồi mà em không biết. Nói chung là bạn gạt mình đó đúng không? Xí dạ, gạt đó đúng không? Dạ. Bạn nghe bạn gái bên kia có 3-4 mối tình, bạn có lo gì không? Lo ở đâu thì cũng hơn em được có 2-3 cái mấy. Có kinh nghiệm nhiều hơn em. Em không quan trọng ở chuyện đấy. Đừng có để người khác lừa nữa, nhiều nó được cái gì đâu mà. Em ít hơn em bị lừa nhiều quá chứ. Bị lừa sao? Tán đã 3-4 tháng để đã ra cái tao cào lắm là 6 tháng là về lấy chồng luôn. Em làm ông mai bà mối mắc tay lắm á, đụng vô cô nào cái là cô đó có chồng liền. Chết em. Được được. Nay đụng vô kia cô kia có chồng không? Có chứ, mà em làm chú rể thì được, còn không em không đụng đâu á. Rồi hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em con ông cậu. À dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quang Linh ạ. Em chào chị ạ. Em thấy chị gái bên này sao? Em thấy chị là cũng rất là dễ thương, chị cười rất là có duyên, và chị rất là xinh ạ. Rồi bạn gái mình có đi với người thân dạ, không? Dạ hôm nay em đi với chị họ và mấy người bạn của em. Dạ em chào chị Quyền. Chào chị Quyền Linh. Dạ, em chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy anh bên này thì vui tính, ga lăng rồi nhiệt tình cũng hài hước. Bạn em thì nhiều lúc tính cũng trẻ con, cũng hay giận hờn vu vơ. Không biết anh có chiều được không? Đấy, chiều được. Chứ nhiều lúc cũng muốn có một người yêu mà có một tính phần nào đấy của trẻ con. Nũng nịu mình thì mình dỗ cho anh đấy. Nhưng mà đừng có trẻ con nhiều quá. Tâm ra khi bị mua sữa cho bú nữa. Bình nóng tính thì những lúc mà bình nóng tính như vậy thì không biết là anh sẽ làm gì, anh sẽ xử lý như thế nào? Có chứ, mình vui tính mà nhiều lúc mình làm trò hài trò hề hoặc là hát ca gì đấy. Bạn nó đang nóng tính, đang có gì bực bội mà anh hát bạn nó càng khó chịu hơn thì sao? Dẫn đi ăn kem, không thì mua hoa hồng, mua nhẫn gì đấy tặng cầu hôn, chạy nào trật rồi hết lạ. Sau khi nghe anh chia sẻ thì em thấy là anh cũng là khá hợp với là bạn của em. Thì em mong là hai người sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn em. Hai người này gặp đi, em thuyết phục sao bên kia đồng ý nha, kéo màn lên. Nãy giờ hơi ít nói rụt rè ha. Hả? Thấy có gì nữa là cứ mạnh dạn nha. Dạ này, em cảm ơn các. Em thấy anh như thế nào? Dạ cũng đẹp trai. Anh thì khi yêu thì anh chấp nhận ba cái là: một là mình thay đổi vì người mình yêu, mình thay đổi một phần nào. Hai là mình phải chấp nhận những cái tật xấu người ta. Ba là phải chung tình, thật thà. Em nghĩ chuyện làm dâu như thế nào? Dạ đối với em thì bình thường. Quan trọng là nếu như mà mẹ chồng thương em thì em thương lại mẹ chồng. Mẹ anh rất là hiền. Mẹ anh thì hồi trước là cũng có nói với anh thì sau này á, mày mà cưới về tao mà tao thương con dâu hơn thì mày đừng mà trách tao. Mẹ anh cũng là phận làm dâu cho nên cũng hiểu cái tâm lý của con dâu như thế nào. Nhận xét người đối diện thế nào? Đừng khỉnh dễ thương, cười có duyên. Giờ mình đứng lên mình tiến sát gần lại mình tỏ tình. Giống như nãy nha, biểu diễn ấn tượng đàng hoàng. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình.
Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Nhảy rồi lên. Đứng cái tướng xấu vậy. Nếu... quỳ xuống luôn cầu hôn. Rồi nói gì đi. Nếu như em đồng ý là bạn gái anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn anh nói. Chứ anh nói là nhiều lắm rồi đó. Lâu lắm mà. Thôi cho đứng đi. Ngồi luôn ơi, mỏi quá. Em thì thích trai hay gái? Anh thì anh sao cũng được rồi. Em sao cũng được. Nhái trai hai là đủ rồi. Anh không có nhiều mà miễn sao em có sức thì anh cho đẻ. Bình thường em nãy giờ em nhìn cười, anh cười có duyên không? Làm sao có duyên? Cười lại nghe coi. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ mình làm thủ tục rất là quan trọng đó, bấm nút. Nút 1. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây không phải chuyện đùa. 2. 3. Rồi, chúc mừng nha. Hai người nắm tay nhau, nắm thật chặt nào. Ủa sao ngọc bóng vậy? Bóng 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 nào vậy? Nắm chặt vô bạn gái, thấy sao? Ấm. Được không? Được. Hả? Sự ấm được, tại tay bạn hơi lạnh tí. Nắm tay em gái thì nhiều nhưng mà một số cảm xúc mà rung động thì chưa có. Giờ có không? Có. Có. Có chứ. Những chạy xuyên qua tim mà. Đây là duyên vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nha. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.